Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 135 ngày 20 tháng 10 năm 2024 về chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn và mưa rông trên biển. Theo đó, yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thị xã thành phố, ven biển và các sở ngành đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo diễn biến gió mạnh, sóng lớn và mưa rông trên biển thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm nêu trên và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. 2. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. 3. Tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và văn phòng thường trực chỉ huy phòng thủ dân sự ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh